Thực tế những cổ đông chủ chốt trong công ty của anh, họ không được nghe thông báo này, có đúng không? Họ không được nghe và sẽ không bao giờ được nghe. Anh nghĩ coi, nếu họ nghe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hậu quả của nó rất lớn, anh có lường trước được không? Lúc đó chúng tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn công ty phá sản. Và nợ nần chúng tôi cũng không thanh toán được. Tại thời điểm này, nếu ngân hàng của các anh để lộ những thông tin bất lợi cho chúng tôi ra bên ngoài, tôi nghĩ rằng chẳng những làm xua tan đi tất cả mọi cố gắng cuối cùng của chúng tôi, mà còn tạo nên một phản ứng dây chuyền rất là xấu, ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng của các anh, các cổ đông, những người cho chúng tôi vay vốn, và đặc biệt là hàng ngàn người lao động khác. Anh coi đó, hậu quả của nó rất nặng nề và liên quan tới rất nhiều người. Cho nên tôi nghĩ tốt nhất trong lúc này là chúng ta hãy cùng bình tĩnh ngồi xuống và đưa ra những phương thức tốt nhất để giải quyết tình trạng hiện nay. Thưa anh, xin anh xem lại đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhiều ngân hàng khác và họ cũng đã đồng ý giúp đỡ cho chúng tôi ạ. Vấn đề hiện nay là chúng tôi không cần phải dùng đến tiền bạc để giải quyết vấn đề công ty, mà chỉ mong anh là cho chúng tôi thêm thời hạn. Và lại chúng tôi sắp sửa tung ra thị trường một bộ sưu tập mới ạ. À, đúng như vậy ạ. Đây là bộ sưu tập quan trọng nhất của chúng tôi từ trước đến nay. Và hiện nay chúng tôi đã có một kế hoạch rất là hoàn hảo về mặt truyền thông. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ mang đến một cái hiệu quả rất là lớn. Anh Công à, xin anh đừng làm bất cứ điều gì để nó bị hủy đi. Và mong anh hãy cho chúng tôi một cơ hội. Và tôi nghĩ rằng giải pháp của cô Diệu đưa ra đó là một trong những điều tốt nhất trong lúc này. Anh có biết chuyện này đối với ngân hàng chúng tôi là như thế nào không? Ngân hàng chúng tôi đã cho anh mượn số tiền rất lớn mà chỉ dựa vào cái lời nói của công ty anh thôi. Tôi rất tin tưởng ba anh, nhưng mà tôi không hiểu tại sao ông già lại giao cho một cậu con trai quyền hành như vậy. Dường như nó khác với cái tính nghiêm túc và tính cẩn thận của ông già mà tôi biết từ trước tới giờ. Tôi hiểu cả những điều anh định nói ra nữa, nhưng xin anh hãy tin tôi. Anh An Đông nè, anh nghĩ xem, nếu mà ông An Thi biết được chuyện này thì ổng phản ứng như thế nào? Gia đình anh, gia đình của ông Văn Sáng, họ nghĩ như thế nào? Tôi đang chờ ý kiến của họ rồi tôi mới trả lời cho anh được. Ba mẹ của tôi, gia đình của tôi không can thiệp vào việc này. Kể cả gia đình của bác Văn Sáng, tôi là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trước công ty. Tôi đến đây với tư cách là một tổng giám đốc của SBBT và với tư cách cá nhân của tôi nữa. Tôi biết, thực tế những cổ đông chủ chốt trong công ty của anh, họ không được nghe thông báo này, có đúng không? Họ không được nghe và sẽ không bao giờ được nghe. Anh nghĩ coi, nếu họ nghe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hậu quả của nó rất lớn, anh có lường trước được không? Lúc đó chúng tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn công ty phá sản và nợ nần chúng tôi cũng không thanh toán được. Anh Công à, xin anh hãy thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay. Chúng tôi làm tất cả mọi điều không ngoài mục đích là muốn cứu công ty thoát khỏi tình trạng nợ nần. Chúng tôi không muốn mất đi một hình ảnh quá quen thuộc với tất cả mọi người, một thương hiệu của chúng tôi. Mong anh hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn vực dậy những thành quả mà gia đình tôi, ba mẹ tôi đã dành cả tâm huyết của cuộc đời mình trong đó. Chúng tôi không muốn công ty phải dở nợ, phải phá sản. Tôi muốn công ty trở lại thời hoàng kim của nó. Chúng tôi sẽ làm được tất cả mọi điều nếu được sự giúp đỡ của anh, được sự tin tưởng của anh. Sự giúp đỡ của anh đối với chúng tôi vào lúc này đó là một liều thuốc quý đối với cơn bạo bệnh. Anh ấy tắt máy di động rồi bác ạ. Sao lại thế nhỉ? Mai Lan, dạ. Con có nghi ngờ chuyện gì không? Không, không, con chẳng nghi ngờ gì cả. Dạo này anh Đông đối xử với con rất tốt. Con chẳng nghĩ gì khác về anh ấy cả. Hồi nãy con có biết là anh ấy phải đi giải quyết công việc với Huyền Diệu. À, ra là thế. Cháu chào bác Tuyết Mai. Ôi, Đăng Dương. Cháu xin lỗi vì đã không ra sân bay đón hai bác cùng với Mai Lan. Tại công việc của cháu bận quá. Đăng Dương, bác mong gặp cháu quá. Chồng bác dạo này khỏe và trẻ ra đấy bác. Cảm ơn cháu. Cháu ngồi đi. Công việc của cháu dạo này thế nào? Lúc nào cũng bận rộn bác ạ. Đăng Dương, cháu chào bác An Thi. Chào cháu. Cháu rất mong được gặp bác. Bác không biết là cháu vui mừng thế nào khi nghe tin hai bác về đây đâu. Hai bác cũng rất vui khi gặp cháu. Này, ta làm một ly whisky nhé. Vâng, bác cho cháu một chút thôi. Có ngày. Mai Lan, hoàng tử của em đâu rồi? Anh ấy đi có việc, cũng sắp về rồi đấy.
Bác An Thi, thế công việc của bác ở bên kia thế nào ạ? Mọi việc rất ổn cháu ạ. Có điều là hai bác rất lo mọi chuyện ở nhà. Rất phấn khởi bác ạ. Chắc chắn bác sẽ biết tất cả mọi tình hình. Vì ngày mai An Đông sẽ thông báo cho biết tình hình sản xuất kinh doanh trong cuộc họp hội đồng quản trị. Nào, chúc sức khỏe ạ. Chúc sức khỏe bác. Đúng rồi. Nhưng mà đứng thẳng người lên. Đứng thẳng người lên. Và đứng với cái chân ra như cô này là đúng đây này. Thấy không? Đứng này. Phải với mũi chân ra như này. Nó dài cái chân ra. Rồi, này các cô nương. Nhớ trong điều rất quan trọng là đừng để khoảng cách giữa mỗi người nó quá xa. Nhá. Khoảng cách như này là vừa này. Các em chỉnh lại đi. Rồi. Thế. Hôm nay các em tập rất là tốt. Có thể nghỉ được rồi và thay đồ đi. Tôi cũng mệt rũ cả ra rồi. Có lẽ là tôi phải về tôi tắm không tôi chết vậy nha. Anh Hồng Long mình đi tắm chung nha anh. Dám nghịch lửa hả? Này, đừng có mà dại đùa với kẻ hói đầu này nhá. Có biết tại sao hói đầu không? Sao vậy anh? Biết không? Không. Biết không? Không. Vì rũi nhiều quá là hói đầu đấy hả? Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi. Dạ, xin lỗi sếp. Tôi có thể nói chuyện với sếp một chút được không ạ? Anh muốn nói chuyện riêng nữa phải không? Sếp đừng cái là lúc nào cũng nói đúng ạ. Dạ, thưa sếp. Cái cuộc trình diễn thời trang sắp tới á, tôi có một vài vấn đề nhỏ muốn trao đổi với sếp ạ. Tôi hiểu, nhưng mà để khi khác đi, hôm nay tôi bận lắm nha. Dạ, vậy cũng được sếp ạ. Chào người đẹp nha. Bây giờ anh phải về trình diện ông bà già. Em ghi lại cho anh các công nợ mà mình phải thanh toán cho các ngân hàng và các nhà cung cấp. Điều thứ hai nữa là tổng hợp lại cho anh bản báo cáo nha. Trong đó ghi những nét cơ bản về tình hình kinh doanh và sản xuất. Trong bản công nợ em lưu ý là thời hạn thanh toán cho anh. Nè. Anh không giận thì em cũng đã làm bản báo cáo này rồi. Và bây giờ chỉ chỉnh sửa một vài thông tin thôi, rồi em in ra là xong ngay ạ. Chào em. Quyền Diệu nè, cô có thể ra ngoài để tôi trao đổi với anh Đông một lần. Diệu đang ở đây làm cho anh một số việc nữa. Không sao đâu anh ạ. Em sẽ vào phòng làm việc của em. Chị cứ tự nhiên à. Có chuyện gì vậy em? Anh ông ngoại ta còn đang làm việc Mai Lan nữa. Mai Lan không ở đây. Tại sao anh không để cho cô ấy đi ra ngoài để chúng ta có thể được bên nhau như lần trước? Lần trước khác, lần này khác. Với lại anh không muốn chuyện đó xảy ra trong công ty, nhất là trong giờ làm việc. Sao anh lại thay đổi thái độ với em như vậy? Anh có thay đổi gì đâu, tình cảm của anh dành cho em trước nay nó vẫn như vậy. Nhưng mà giờ ông bà già anh đang chờ ở nhà, thông cảm cho anh nha. Vậy khi nào anh có thời gian rảnh để dành cho em? Hiện nay anh không có nhiều thời gian lắm đâu. Em biết đó, công ty sắp ra mắt bộ sưu tập mới. Đây là điều quan trọng hết sức đối với anh. Thông cảm cho anh đi, khi nào có thời gian anh tìm đến anh ngay. Anh không giống như An Đông đêm trước. Ôi, người đàn ông rực lửa của em đâu mất tiêu rồi hả? Thì lần trước anh được tự do, anh thoải mái. Còn bây giờ anh rất là bận, giống như bị nhốt ở trong lòng vậy, em hiểu không? Thôi anh đi nha, đi nha. Khoan đã. Trước khi đi anh phải hôn em một cái đã. Hay còn như vậy nữa. An Đông mà sao kỳ vậy? Thôi được rồi, bây giờ anh ngại phải không? Đứng yên thôi. Nhìn em thôi. Vậy là đủ rồi. Hầm anh, hầm anh. Ừ, mình vừa mới thấy anh Đông vào văn phòng với con bé Huyền Diệu. Ok, cậu đừng lo. Mình sẽ nói với anh ngay.
Kìa, nó đi vô phòng của sếp luôn kìa. Bây giờ ngăn nó lại, còn bà tìm cách là cho nó thấy là sếp đi với. Được rồi, bây giờ tôi gọi điện báo Huyền Diệu. Bà hành động đi, yên tâm. Phương Trinh, giờ cô muốn cái gì? Muốn rời trò chợ búa ở đây ra đấy à? Chợ búa gì? Nhắc lại lần nữa coi. Muốn bay cái hàng tiền đạo không? Hay là cô muốn gây sự? Gây sự hả? Muốn thanh toán ân oán với cô? Này nhớ, tôi thì sẽ không bao giờ hết ân oán với các cô, nhưng mà tôi sẽ không đánh nhau với cô cho bền tay. Anh đâu mà có chuyện gì vậy Diệu? Dạ, hình như có ai để lại lời nhắn cho anh. Cô tránh ra chưa? Không. Cô có tránh ra chưa? Không. Anh đâu? Chào chị. Chuyện gì vậy Phương Trinh? Dạ không có gì. Chỉ là máy lan điện thoại cho anh, nhưng máy di động của anh đã bị tắt nguồn. Cô ấy nhắn lại với em rằng cả gia đình đang đợi anh ở nhà. À, chắc hồi nãy có việc quan trọng cho nên tôi không nghe. Anh không cần phải giải thích cho em đâu. Anh cứ điện thoại và giải thích cho Mai Lan là được ấy mà. Ôi trời, ôi Phương Trinh, anh xin lỗi, anh vô ý quá. Em có sao không? Không, không, em không sao đâu. Anh vào đi. Nè, đừng có lo cho cô ta. Cô ấy khỏe giống như là vận động viên điền kinh vậy. Rồi, tình hình ngân hàng và các nhà cung cấp sao rồi? Ngân hàng đã nhận được giấy báo nợ. Họ cũng phát hiện ra tình hình bất thường của chúng ta. Nhưng cũng may, họ cũng có thiện chí cho chúng ta thời gian để thu xếp và giải quyết khó khăn. Thế anh định giải quyết việc công ty sao đây? Để coi đã. Anh ông ạ, em đã in xong các bản báo cáo rồi ạ. Cảm ơn em. Nào đi các em. Nghe dặn này, trước khi đi ngủ ấy, nhớ là đắp lên mặt khoảng 20 miếng dưa chuột nhé. Để sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt rạng ngời, sáng, đẹp như mặt trời. Nhớ, chỉ có dưa chuột thôi, đừng có đắp cả cà chua, dưa chuột rồi khoai tây lên mặt, nó tưởng là cái nồi lẩu ấy, rõ chưa? Này, người đẹp, tôi có thể làm phiền được một chút không? Sao anh không buông tha tôi ra nhỉ phê? À, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh, mà tôi đứng trước một rừng hoa như thế này, tôi không được tự tin lắm. Đi đi các em. Nhớ nhá, dặn rồi nhá. Tạm biệt nha mấy người đẹp. Đắp lên mặt nhá. Có chuyện gì? Với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng tôn trọng anh, tôi có một nguyện vọng muốn đề đạt. Giữa tôi và anh có nhiều điểm chung, nhất là quan điểm về nghệ thuật. Anh muốn cái gì? Tôi đã xem cái chương trình thời trang có món minh họa của anh, nó rất là đặc sắc và ấn tượng. Cảm ơn anh. Nhưng nếu như chúng ta bổ sung thêm một nhân tố cần thiết, thì chương trình của anh có thể được nâng cấp thành một sự kiện lớn. Anh nói cái gì tôi không hiểu. À, tôi muốn nhắc tới Thảo My, cô người mẫu phụ của anh đó mà. Cô ấy có số đo ba dòng rất là tuyệt vời, mà bất kỳ cô người mẫu nào cũng có thể ganh tị. Cái dòng eo của cô ta thì nhỏ hơn dòng cổ, còn ngực và mông của cô ta thì tuyệt vời. Một khi đã nhìn thì không thể nào dứt ra được. Phê này tôi nhớ rất rõ là anh chỉ thích xem phim thôi, có biết diễn kịch đâu nhỉ? Tôi đâu có đang diễn kịch. Tôi đang tả thực những gì chúng ta đã thấy và cảm thấy. Rõ ràng rằng Thảo My là một người mẫu từ trên trời rơi xuống phòng trình diễn của anh. Cô ta đã chứng minh mình là một người mẫu có phong cách và đẳng cấp. Phong cách, đẳng cấp, nghe xa xỉ quá nhỉ. Nói thật nha, cô ấy chỉ là một cái thứ đang bốc mùi và rất khó ngửi. Tôi lấy danh dự ra mà bảo đảm với anh rằng Thảo My có đầy đủ tố chất của một siêu người mẫu. Thế này, cô ấy đã cho anh cái gì nhỉ? Tất cả những lời tâng bốc của anh về cô ấy cũng là một cái thứ đang bốc mùi, anh có biết không? Anh bị làm sao nhỉ? Mê ngủ à? Mê lú, dở hơi, ngớ ngẩn. Có cần thiết không? Tôi sẽ cho thêm mấy tính từ đằng sau tên anh cho nó hoành tráng không? Hả? Ma ám à? Mình không bị làm sao cả. Mình chỉ đưa ra một vài ý kiến mang tính chuyên nghiệp một chút thôi. Vào đây ra. Mất thì giờ. Tôi đã nói nhiều lần rồi là cô ấy không bao giờ được đứng trên sàn diễn của tôi cả, rõ chưa? Vì hai lý do. Cái thứ nhất là cô không đáp ứng được những cái yêu cầu với người mẫu mà tôi đã đề ra. Cái thứ hai nữa là danh sách tôi đã lên rất đầy đủ rồi, cho buổi trình diễn không thừa không thiếu và không thêm bất cứ ai cả. Mình nói lòng nghe nè. Anh làm mất thì giờ rồi có biết không?
Tôi đã nói thế này nhé, là anh đừng có dại dột và ngu xuẩn mà tán tỉnh mà ve vãn cái cô bồ của chồng cũ của cô Sâm nhé. Mặc dù tất cả những cái vòng đo này, ngực này, mông này, cổ này đều rất là bắt mắt phê nhá, nhưng mà phê ngốc lắm phê ơi. Tất cả những bất động sản ấy đã có sổ đỏ rồi. Ngốc lắm. Trời ơi, bao giờ mới tỉnh ra được. Giờ hơi thế không biết. Anh Phê. Ủa, em nghe hết rồi hả? Em bình tĩnh đi, đừng lo lắng gì hết. Rồi tất cả mọi người trong cái công ty này sẽ tuân lệnh anh. Anh Phê, anh cũng đừng có buồn. Em tin một ngày nào đó chân lý sẽ nằm về phía em thôi. Anh cũng tin vậy. Ừ, thôi em đi xuống nha. Anh đưa em xuống. Không biết sao mà con nhỏ ổng mẹ mà lúc nào nó cũng ưa năn nỉ người khác vậy không biết. Alo, FPPT xin nghe. Uẩn hiển của anh ơi, heo mọi ơi, anh về rồi nè, có vui không? Ủa, anh Hợi đó hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở nhà chứ đâu, anh mới về. Uẩn hiển xin phép về sớm, về với anh đi. Anh nhớ em quá. I miss you so much. Em cũng nhớ anh nữa. Để em xin phép về sớm với anh nha. Ừ. Nè khoan, mấy ngày hôm nay em có chạy xe đi làm chưa? Ừ, chiếc xe mới á. Sao, công ty có ai trầm trồ khen ngợi chiếc xe không? Alo. Alo, Uẩn Hiển ơi, có nghe nói không vậy? Dạ dạ em về ngay. Dạ. Chết rồi, ông hỏi chiếc xe. Rồi bà định làm sao? Trời, tôi không biết tính làm sao nữa. Không biết ông có bỏ qua chuyện này không nữa. Khoản này ghi rõ số tiền của SBBT còn nợ. Trang kế bên là những khoản chi trả cho bộ sưu tập sắp trình diễn, ngoài lương và chi phí quản lý. Cuối cùng thấy rõ tổng chi phí và kế hoạch cân đối về tài chính ạ. Những số liệu sao nó cao thế nhỉ? Dựa trên doanh số bán lẻ mà anh đã trình bày đấy ạ. Từ đó sẽ có vốn dự án tiếp theo ạ. Như vậy là từ giờ trở đi sẽ không có gì có thể làm cho chúng ta thất bại nữa phải không? Huyền Diệu, nếu chúng ta hoàn thành được chỉ tiêu và kế hoạch của em đưa ra thì trong vòng một năm chúng ta có thể trang trải đến hết nợ nần của công ty phải không? Vâng, với điều kiện là sản phẩm của bộ sưu tập phải được khách hàng chấp nhận và tiêu thụ tốt. Dù gì đi nữa thì cũng thấy ánh sáng được cuối đường hầm, đúng không? Phải, chiếc ghế tổng giám đốc của anh không bị lung lay mà được nâng lên đấy. Điều quan trọng là giữ được công ty không bị phá sản. Anh thấy em có đề nghị phát hành thêm cổ phiếu à? Vâng, lối thoát duy nhất là chúng ta sẽ tung tất cả cổ phiếu còn lại ra ngoài thị trường để khởi động chiến lược xuất khẩu anh ạ. Đó là một ý kiến hay, anh sẽ bàn tiếp về ý kiến này vào ngày mai. Bây giờ chắc có lẽ là tạm dừng cuộc họp ở đây đi, tôi phải về nhà gấp. Vâng ạ. Em mang tất cả những hồ sơ này về nhà luôn, giữ gìn cẩn thận nha. Anh Đông à, anh ngồi lại một chút, tôi có vài điều muốn nói. Tôi nghe đây. Chào các anh ạ. Ừ, chào em. Anh Đông à, tôi không biết anh suy nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi tin chắc là anh đã cân nhắc trước khi quyết định. Có một điều tôi băn khoăn là nếu công ty thực hiện đúng theo như dự án của Huyền Diệu thì liệu trong một năm có thể trả hết được nợ hay không? Anh nên suy nghĩ cho kỹ. Thêm nữa, trước khi trả hết nợ, anh sẽ phải công bố toàn bộ số liệu trước hội đồng quản trị để họ đánh giá xem anh tiếp tục có được giữ chức tổng giám đốc hay không. Và anh cũng phải tính đến trường hợp phải nhường chức lại cho Đăng Dương. Thì lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và sau cùng, nếu xem xét kỹ dự án thì năm đầu tiên xóa nợ, nhưng về pháp lý công ty sẽ rơi vào tay Huyền Diệu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi hiểu những việc đang xảy ra, những vấn đề quan trọng bây giờ là cứu công ty thoát khỏi tình trạng hiện nay. Và tôi cũng hiểu rằng vấn đề tiêu thụ sản phẩm cũng không phải là một vấn đề khó khăn lắm. Tôi đã dự trù và đề phòng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Ok, tiện thể tôi cũng nhắc anh luôn. Bây giờ giả dụ cái cương vị tổng giám đốc của anh phải nhường lại
thì liệu anh có đủ khả năng để chứng minh được tình trạng công ty đang theo chiều hướng tích cực hay không? Sự thật thì anh đã biết rõ rồi đấy. Công ty đang nằm trong tay một cô thiên thần xinh xắn, một cô hoa hậu hoàn vũ, hoàng hoa huyền diệu. Tôi hiểu. Đó cũng là lý do tôi sẽ làm việc hết mình về sự sống còn của công ty. Tôi sẽ không để công ty nào rơi vào tay Đăng Dương. Anh cũng phải chủ liệu việc đối phó Đăng Dương và gia đình anh nữa. Tôi cũng xin nhắc anh lần cuối. Anh hiểu tường tận chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau một năm công ty rơi vào tay Huyền Diệu hay không? Đó là một người tôi hết sức tin tưởng. Cô ấy có thể giao lại tất cả cho tôi khi tôi có yêu cầu. Đó là một lòng tin tuyệt đối. Hóa ra anh chỉ có lòng tin thôi à? Tôi lại cứ tưởng anh có dự tính gì cơ đấy. An Đông, lòng người khó dò lắm. Anh tin Huyền Diệu sẽ không đổi lòng và mọi chuyện nó sẽ tiếp tục suôn sẻ theo chiều hướng của chúng ta. Nè nè, anh giải thích cho tôi biết hiện nay anh đang khúc mắc chỗ nào. Tôi muốn anh phải có gì đó rõ ràng, kể cả cách cư xử của anh với Huyền Diệu nữa. Từ giờ trở đi, cả anh, cả tôi, cả SBBT, gia đình anh và gia đình Mai Lan đều nằm dưới sự quản lý và điều hành của Huyền Diệu. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra trong 365 ngày tới đấy An Đồng ạ. Các chị vẫn chưa về nữa à? Thì bọn này đang chờ cậu về cùng nữa này. Chị Thanh đâu? Bà về trước rồi, chồng bà gọi. Ông mới đi công tác về đó. Mà nè, không biết rồi bà giải thích làm sao với chồng bà cái chuyện mà bà lấy tiền mua xe mà đi giải phẫu thẩm mỹ đó. Tới giờ chị ấy vẫn chưa cho chồng chị ấy biết à? Đó, tôi đã nói rồi mà. Trời ơi, giá giang trời Phật phò hộ độ trì cho ông Thanh nó bình yên, cho nhà đừng có tan nhà nát cửa. Thôi đi về. Thôi về mấy đứa. Honey. Honey. Heo mồi của anh. Honey. Anh nhớ em quá. Sao rồi, xe đâu? Xe nè. Xe đâu? Xe nè. Xe mới mua đâu? Nè. Em đùa với anh có đúng không? Chiếc xe đâu? Chiếc xe nè. Em đang gửi hoài bãi dưới xe đúng không? Anh thấy là... em lạ không? Lạ. Em đẹp không? Đẹp. Em bị nhon không? Bị nhon. Xe đây. Đùa với anh có đúng không? Tao ngồi xuống nói cho anh biết chiếc xe có đẹp không? À quên nữa, anh còn một món quà tặng cho em. Một món quà bất ngờ. Đây, hai cái mũ bảo hiểm. Cái màu hồng này của em, cái màu đỏ của anh. Hai vợ chồng mình sẽ đội hai cái mũ bảo hiểm này cùng chạy trên chiếc xe mới. Em có thích không? Hai cái nồi cơm điện. Ừ. Cái gì vậy? Em có lỗi với anh quá. Sao tự nhiên khóc vậy? Em xin lỗi. Em bữa nay anh đừng có đánh em mà. Kìa. Em xin lỗi anh. Sao em lạ gì Thanh? Nói cho anh biết. Bây giờ 2.000 đô anh đưa cho em mua chiếc xe. Bây giờ xe đâu? Em không có mua xe. Em vừa nói cái gì? Em không có mua xe. Em không có mua xe. Anh ơi, anh đừng đánh em anh. Em nói cho anh biết, hồi nãy giờ em xạo với anh đúng không? Không có. Không có mua xe. Em không có xạo với anh. Em lấy tiền đi phẫu thuật hết rồi. Em nói cái gì? Em phẫu thuật, em hút mỡ thừa trong bụng em ra. Em có biết cái số tiền 2.000 đô ấy anh kia cóp, anh để dành bao nhiêu lâu hay không mới được cái số tiền lớn như vậy cho em mua chiếc xe? Anh đã tính kỹ rồi, anh đầu tư cho chiếc xe là không có sai. Sao anh không đầu tư cho em mà anh cứ đầu tư vô chiếc xe hoài vậy? Anh hỏi em nè, hai vợ chồng mình có chiếc xe mới, mai mốt rủi có xa cơ lỡ giận thì có thứ mà mình đi cầm cố. Còn đầu tư cho em, rủi mai mốt có chuyện gì không lẽ giờ anh em vợ đi cầm cố? Anh nói gì vậy hả? Được rồi, anh cứ mê chiếc xe đi. Em không xứng đáng với anh hay sao? Bây giờ vợ anh đẹp, anh đi ra đường anh hãnh diện không? Anh hãnh diện chứ. Sao không hãnh diện? Bây giờ anh đưa cho em 2.000 đô, em làm cái gì mà banh cái 2.000 đô của anh chứ? Thì em làm cái này hết 1.500 rồi nè. Còn 500 đô đâu? 500 đô hả? 500 đô tại giờ em đẹp quá,
em mua đồ mới mặc hết trơn rồi, hết tiền em còn trăm mấy ngàn. Em có mua cho anh cái áo thun nè, dễ thương lắm, fashion lắm nè, em lựa kỹ lắm á. Anh mặc đi, anh mặc đi. Còn trăm ngàn mấy ngàn em mua hết á. 2 ngàn giờ được cái áo thun, em mặc đi. Anh không mặc. Anh, em phá banh 2 ngàn đô của anh rồi. Con khỏe không? Dạ con khỏe mẹ. Ba, con rất vui khi ba đã về. Cảm ơn con. Anh này, hồi nãy em gọi điện cho anh mãi mà không được đấy. À, điện thoại anh hết pin cho nên anh không biết em gọi. Chào Năng Dương, rất mừng anh đến đây chơi. Tôi thì trái lại, tôi rất lo lắng mỗi lần gặp anh. Anh Đông ạ. Anh Đông, mọi người đang chờ anh về ăn cơm đấy. À, con xin lỗi, con về hơi trễ, tại vì công việc công ty bận rộn quá. Tất nhiên là bận rồi, bởi vì sáng ngày mai anh sẽ có cuộc họp đấy. Cuộc họp gì? Anh nói gì tôi không hiểu. Ồ, anh Đông, con nói gì mà kỳ cục vậy? Ba mẹ rất muốn nghe con báo cáo cụ thể về tình hình của công ty hiện nay ra sao. Và đặc biệt là muốn nghe hậu quả của cái thất bại của cái bộ sưu tập vừa rồi thế nào. À, thôi thôi nhé. Tôi đề nghị là tối hôm nay chúng ta không nói chuyện về công ty và chuyện làm ăn nữa nhé. Chúng ta gặp nhau ở nhà này sau bao nhiêu ngày xa cách. Mà mọi chuyện hãy để đến sáng mai nhé con nhỉ. Thôi bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. À khoan 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 đó mẹ. À, bà, con nghĩ là ngày mai sẽ không có cuộc họp hội đồng quản trị nào hết. Hả? Tại sao vậy con? Đơn giản là con chuẩn bị chưa kịp. Anh Đông này, tôi nghĩ vấn đề đó chỉ là chuyện nhỏ. Chúng ta không cần chuẩn bị cũng có thể tổ chức được cuộc họp. Không, ngày mai sẽ không có cuộc họp nào hết. Tại sao vậy? Anh sợ à? Tôi sợ cái gì? Anh Đông ạ, lý do con đưa ra không hợp lý một chút nào cả. Con đã biết rõ rồi, lần nào ba mẹ về đây thì dứt khoát cũng phải có cuộc họp của lãnh đạo. Chả nhẽ bây giờ con lại thay đổi tất cả những cái quy định vốn có của công ty rồi hay sao? Con không có ý đó bà. Với con nghĩ là lần này ba về đây nên dành thời gian để tham dự buổi khai trương ra mắt bộ sưu tập của con, như vậy nó tốt hơn. Nhưng ý của ba là dứt khoát phải có cuộc họp của lãnh đạo con ạ. Nhưng ba mẹ đâu có thông báo cho con về việc này đâu. Lại thêm một lý do nữa không hợp lý. Tất cả thành viên trong ban lãnh đạo của công ty cần phải biết rõ tình hình của công ty hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người, trong đó có cả tôi, cần phải biết chuyện gì đã xảy ra sau thất bại thảm hại của bộ sưu tập trước. Và mục tiêu anh định chèo lái công ty đi tới đến đâu rồi. Như vậy, cái cớ mà anh đưa ra để trì hoãn cuộc họp là không hợp lý, vậy thôi. Đó không phải là cái cớ. Đơn giản là tôi muốn tuân thủ theo lịch trình làm việc của công ty. Cuộc họp với hội đồng quản trị đã được xác định vào tháng 9. Điều này có ghi trong biên bản rất rõ ràng. Tôi không có nghĩ là anh quên. Còn nếu anh quên, tôi đưa cho anh coi. Còn trong hiện tại tôi không thấy có một lý do gì để tổ chức một cuộc họp bất thường hết. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng ở cuộc họp trước, mọi người muốn dành thời gian để chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tung ra thị trường. Nhưng chớ trêu thay là bộ sưu tập đó lại là bộ sưu tập tồi tệ nhất của SPPT từ trước tới nay. Ế ẩm, thiệt hại, thua lỗ. Và anh đã vội vã bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập tiếp theo với mục đích để lấp liếm đi sự thất bại tày đình kia. Có đúng không anh Đông? Xin lỗi anh. Một lần nữa tôi nhắc lại, cuộc họp và hội đồng quản trị vào tháng 9 đã được nhất trí của mọi người. Không có gì thay đổi hết. Anh yên tâm đi, trước sau gì chúng ta cũng họp à. Thôi thôi nhá, tối nay chúng ta không nói chuyện gì về công việc cũng như là về công ty cả. Mẹ đã giao hẹn rồi. Mà anh Đông nói đúng đấy, có ai nói với nó về cái cuộc họp bất thường này đâu. Anh Đông chỉ thực hiện đúng những cái quy định mà đã được thông qua thôi. Chúng ta sẽ họp vào tháng 9, đúng không ông? Thôi thôi thôi, được rồi. À, mà tháng 9 sẽ phải họp đấy nhá. Nhiệm kỳ làm tổng giám đốc của anh Đông chưa kết thúc, vậy thì hãy để cho anh Đông quyết định mọi vấn đề, đúng không nào? Được rồi, thôi, chúng ta sẽ không họp hành gì nữa. Nhưng cái điều này là bắt buộc. Tôi cần phải có báo cáo về cái tình hình các tài sản của công ty, và đặc biệt là khoản lỗ ra làm sao, hậu quả khắc phục nó sẽ như thế nào. Ba yên tâm đi, tất cả những điều này con sẽ báo cáo cho ba rõ.
Và con nghĩ là vào tháng 9 sẽ có một bản báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của công ty. Được, tôi hy vọng đến lúc đó SVPT vẫn còn tồn tại. Anh yên tâm đi. À, con nghĩ chắc đến giờ ăn tối rồi phải không mẹ? Đúng rồi, chúng ta đi ăn tối đi. Trễ quá rồi đấy, thôi đi. Được. Nè, mình nghĩ sếp của Diệu đã rất đúng khi mà căn dặn Diệu phải giữ kỹ tất cả những đống giấy tờ này. Mình nghĩ nếu như lọt vào tay bất cứ một ai đó thì phải huy động mấy xe cứu thương của cả thành phố này để đưa tất cả những người lên cơn đau tim đột ngột đi cấp cứu. Lúc đó thì cậu cũng nên thuê xe tang chở tới ra nghĩa trang đi. Bởi vì có hai tin cực kỳ xấu. Tin thứ nhất là SBBT không còn quyền sở hữu nữa. Tin thứ hai cực kỳ nghiêm trọng là người sở hữu SBBT là cô thư ký quèn Huyền Diệu. Nếu như người ta còn đủ thông minh để hiểu rằng Huyền Diệu sẽ là người nắm giữ công ty SBBT thì người ta phải cư xử với Huyền Diệu như một cô công chúa. Nếu không thì quên đi. Công chúa Lọ Lem á? Ninh Lâm ơi, cậu có thể hình dung là tớ phải đối phó như thế nào không? Khi mọi người nghĩ một cô thư ký dám dùng thủ đoạn để chiếm đoạt một công ty thời trang nổi tiếng. Lúc đó, cái đám mà phải chạy mất dép đầu tiên, đó là đám người mẫu. Và khẩu hiệu của công ty sẽ là SBBT, thời trang cho những người khiếm khuyết nhân sắc. Hoặc là thời trang cho thị nở tái sinh. Ninh Lâm. Sao? Tớ không thích bị soi mói, không thích đề phòng, cũng không thích ai để ý, cũng không canh cánh kỳ kỵ. Vì cuộc sống nó vô cùng khốc liệt, cậu hiểu không? Nhất là đối với một người như anh An Đông. Nhưng mà Diệu cũng đừng có nghĩ rằng trong năm tới người ta sẽ để cho Diệu mặc sức tung hoành thôi nha. Điều tớ mong muốn nhất bây giờ là làm sao giúp anh An Đông giữ chức vụ tổng giám đốc. Tớ hy vọng thôi, nhưng điều đó là thấy xa xăm quá và khó khăn nữa. Hai đứa biết giờ này là mấy giờ rồi không? Hả? Tại sao nhiều chuyện quá vậy? Không buồn ngủ đâu, không muốn đi ngủ à? Dạ, Lâm về đi. Tụi con đâu có nhiều chuyện đâu cơ, tụi con đang bàn chuyện làm ăn mà bác. Bàn chuyện làm ăn, hợp hành gì mà ở trên giường ngủ vậy? Giờ này nữa? Hả? Hay là mày có ý đồ xấu gì đây mày? Dạ không à, con đâu có ý đồ gì đâu cơ. Dạ con đi về liền giờ mà bác. Con đi ngủ ngay đi mà. Ngủ đi. Nghỉ giữ gìn sức khỏe mình chút chứ. Đi Lâm, nắm cửa đi. Cái gì vậy? Tớ phải giấu những cái thứ này, nếu mà bố tớ thấy được là sẽ gay lắm á. Trời ơi, Diệu không phải giấu gì hết á. Diệu cứ bày ra đây, để trước mặt mọi người vậy nè. Đó, để cho bố Diệu đọc, bố Diệu hiểu. Để ông ta có cơ hội nở mũi hất mặt trước mọi người. Là ông ta sở hữu một cô con gái tuy là khiếm khuyết về nhan sắc, nhưng là một bà tỷ phú. Cô ấy có thể mua một loạt các căn hộ trong khu chung cư cao cấp, đúng không? Cô ta còn có thể làm chủ sở hữu cả một khu phố mua sắm, thậm chí thâu tóm cả một khu trung tâm. Ninh Lâm, cậu nhầm rồi. Tài sản của SBBT chỉ gần 1.000 tỷ và tổng số nợ là 400 tỷ. Cậu hiểu chưa? Tớ mà thụ hưởng tất cả số tài sản đó, tớ cũng không bao giờ nhón tay lấy một xu nào của công ty hết. Đúng là Diệu chả hiểu gì hết. Diệu sẽ có quyền ký hoặc không ký vào tất cả các tấm séc trị giá hàng tỷ đồng, đúng không? Không, tớ chẳng bao giờ làm chuyện đó, bởi vì tiền đó không phải là của tớ. Trên thực tế, số tiền trong tài khoản đó không phải là của Diệu, nhưng mà trên mặt pháp lý đó là tiền của Diệu, hiểu không? Bây giờ nói gỡ như vậy đi, ví dụ ngày mai Diệu đi ra đường, cận thị nặng bị té xuống cống, rồi bán thân bất toại, vĩnh viễn luôn. Ai sẽ là người lo cho Diệu? Bố mẹ, đúng chưa? Diệu nghĩ cho người ta, mà người ta có nghĩ cho Diệu không? Luật chơi bình đẳng mà. Người ta đã không nghĩ cho Diệu thì Diệu phải biết tính toán để tự lo liệu cho mình chứ. Hiểu không? Bây giờ như vậy, ví dụ như là Diệu bí mật mở một tài khoản cho bố mẹ của Diệu, một vài tỷ thôi, đúng không? Hoặc là mở thêm một tài khoản nữa cho người bạn thân của Diệu, để động viên anh ấy để giúp Diệu trong công việc,
một tài khoản nhỏ thôi, cỡ chừng... Bao nhiêu? 1 tỷ. Cậu đừng có mơ. Tớ không bao giờ sử dụng tài sản công ty theo một cách nào khác hết cả. Bởi vì tài sản đó không phải là tài sản của tớ. Chắc chắn một ngày nào đó Diệu sẽ hối hận khi không nghe lời khuyên của Lâm. Tiếc thiệt. Mình mà có 1 tỷ trong tay, mình sẽ đưa Phương Trinh và cả đứa con chưa sinh của cô ấy nữa đến nơi bình yên chim hót. Và mình sẽ xem đứa con của cô ấy như là con của một đứa Sở Khanh nào đó. Ninh Lâm, cậu bị ấm đầu rồi hả? Nhưng mà nè, lúc đó thì đừng có nói với mình nha là Phương Trinh sẽ không ngã gục trước một người đàn ông có trong tay 1 tỷ. Ê Diệu, nói nghe, dòm mình thử coi. Mình sẽ rất phong độ nếu như có trong tay 1 tỷ, đúng không? Rồi cô gái trong mộng của cậu sẽ thấy cậu thật là huyến rũ, thật là hấp dẫn. Và cô ta sẵn sàng chết vì cậu khi nhìn thấy được một số tiết kiệm có trong đó 1 tỷ. Diệu ơi, có biểu cái thằng khùng áo cái rô nó về nhà ba cái đi. Trời ơi, bây giờ khuya rồi sao nó còn biết thêm cái tới hoài vậy? Nghe nè, nếu con làm ăn gì với nó đó mà thấy thua lỗ á, cầm vốn á, thì con có biểu nó là cắt khúc lượng nha, bán đi có giá đó. Đưa cái lưỡi ra đây. Hoàng Nhân Thế có đây không? Tôi gọi lần 3 rồi đó. Vô phòng 2 nhanh lên đi. Chị ơi, xin lỗi, cho tôi hỏi cái này. Có chuyện gì chị nói nhanh lên. Tôi là Lê Bảo Phương Trinh, đến từ công ty SBVT. Tôi đến đây để làm xét nghiệm ạ. Mời chị vào. Mời chị ngồi. Chị ăn uống gì chưa? Chưa. Sẵn tay áo lên. Thế chị định lấy máu của tôi ngay bây giờ à? Chị phải cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ. Chị không định xét nghiệm hả? Thế tôi phải làm bao nhiêu mẫu xét nghiệm? Chị ơi, tôi đang hỏi chị đấy. Tôi phải làm bao nhiêu mẫu xét nghiệm? Thẳng tay ra nâng lên. Chị không biết chữ hả? Trong giấy đó. Xét nghiệm viêm gan B và các nhóm máu. Thế còn những xét nghiệm khác thì sao? Tôi có phải làm không? Chị ơi, còn những xét nghiệm khác thì sao? Tôi có phải làm hay không? Chúng tôi không có thừa tiền. Chưa bao giờ ông đối xử với em vậy hết đó. Ông nói vậy em đau lòng lắm. Nhưng mà chồng em làm gì mà em đau lòng? Ông nói cô Thanh. Trời đất, vậy là gọi đúng tên của chị rồi. Có gì đâu mà phải đau lòng, phải khóc lóc. Phải rồi. Từng ngày ông gọi tôi là Ủa Niễn. Gì? Trời, bây giờ bà thon thả rồi, cái tên Ủa Niễn đâu có phù hợp nữa đâu. Hả? Rồi nè, tôi hỏi nè, ông có đòi ly hôn hay là đòi lấy tiền lại gì không? Không có. Ông nói á, tôi không phải là món hàng để cho ông đầu tư. Nhưng nếu trong trường hợp mà ông cần tiền á, tôi đâu có thể mà đem ra ký gửi giống như chiếc xe được. Trời ơi.
thấy chưa đó, chị nói từ đầu mấy đứa cứ cãi cứ xúi đi làm thẩm mỹ. Hầu hết những ông chồng á đều thích vợ mình mua xe, đó là một kiểu đầu tư. Nhưng mà các chị này, em nghĩ khi một người đàn ông mà chịu bỏ ra số tiền 2.000 đô cho một người phụ nữ, em nghĩ ít nhất phải cỡ hoa hậu ấy. Nhưng mà kiểu gì họ cũng suy nghĩ lại, thấy mình thật là ngu ngốc khi bỏ tiền cho vợ mình làm đẹp. Để làm gì? Để cho những gã đàn ông háu gái khác nhòm ngó. Họ không chịu được cái mặc cảm thiệt thòi đâu. Trời ơi, làm gì bữa nay nói chuyện y như triết gia vậy? Tôi hơi bị ngạc nhiên nha cô. Nè, có phải là kinh nghiệm rút ra từ bản thân không đó? Các chị nghĩ tầm bậy. Làm gì có gã đàn ông nào chịu bỏ ra cho em cái số tiền lớn như thế. Mà em chẳng thích làm cái loại gái bao kiểu đấy. Thôi nín đi, không có gì đâu. Thôi nín đi. Hú hồn, hôm qua ba anh với Đăng Dương đòi họp công ty vào hôm nay. Anh đã tìm đủ mọi lý do, thậm chí đưa ra luôn biên bản của cuộc họp hội đồng quản trị lần trước. Trong đó có ghi rất rõ là họp công ty vào tháng 9. Để mặc cho anh nói, Đăng Dương vẫn khích ba anh. Cuối cùng ông già đòi xem bản báo cáo tình hình tài chính công ty. Nói qua nói lại một hồi, ông đòi coi bản tổng hợp tình hình tài chính. Cũng đơn giản thôi anh à. Bản báo cáo tài chính đó coi như là bản báo cáo tóm tắt về tài chính thôi ạ. Đúng, nhưng anh không muốn ba anh coi bản báo cáo đó, cho nên anh mới nhờ em. Diệu à, em làm một bản báo cáo mà các số liệu liên quan tới bộ sưu tập lần trước á, làm sao mà cho nó giống như là chúng ta đang đầu tư vào dự án tiêu thụ sản phẩm mới. Để làm sao cho người ta đọc cái bản báo cáo đó đó, người ta cảm thấy nó sáng sủa, nó lạc quan lên chút nha. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu, dẫu luôn là có nhau. Tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào, thì yêu thế nào, thì yêu làm sao, yêu làm sao. Giống như là hai vì sao đến đêm cũng sáng thôi, có bao giờ xa được nhau vẫn không gần sẵn đâu. Tôi và em kết đôi bạn thân, bạn thân thế thôi, bạn thân thế thôi, người thân thế thôi, người thân thế thôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Và tôi một đôi. Bên em những lúc vui đây, chia cùng em những tiếng cười. Bên em bao phút u buồn khóc. Em xinh hay xấu không cần, tôi nhìn em vẫn thân gần. Em và tôi thành đôi bạn thân không rời. Em và tôi một đôi.